Xin chào tất cả các bác và anh em. Ngày hôm nay thì phải nói rằng là em nhận được rất nhiều vang số dòng X. Thì em cũng nhận được một chiếc vang số X12 hàng bãi của một chị em ở An Giang làm tí chất dịch vụ, có cái tên là TDDB K350. Và chú này có ghi ra một cái tờ giấy về cái thiết bị mà chú này đang sử dụng. Chú này là đang sử dụng những cái thiết bị rất là nhiều thứ, bởi vì chú này làm dịch vụ. Một cái tủ máy mà rất là chật chội và nhiều thứ, bởi vì chúng này làm dịch vụ mà, cho nên rằng là rất nhiều thứ. Thế nhưng mà qua cái vấn đề mà test chất âm ở trên các cấu hình cũ trên chiếc vang số này ấy, thì cái nhược điểm vẫn là cái effect thôi. Cho dù như vậy là dùng loa to loa bé hay là trong nhà hàng ngoài trời ấy, thì cái vấn đề mà căn chỉnh effect trên vang số nó sẽ quyết định rất là nhiều. Ngoài trời chẳng qua chúng ta là mở nhiều loa và loa to thì nó ra mới được cái âm lượng lớn. Thì giữa trong nhà ngoài trời thì chỉ khác nhau cái là loa to thì nó ra với một cái âm lượng lớn để phục vụ cho không gian ngoài trời. Thế còn chính là cái effect ấy, ở ngoài trời thì nó lại ít bị vang dội hơn ở trong nhà. Chính là làm trong nhà nhiều khi còn khó, mà làm trong nhà mà tiêu âm tán nó không tốt ấy, bề mặt như vậy là nó nhẵn nhụi, xong đồ đạc ít ấy, có khi nó còn vang dội rất là nhiều. Mà khi vang dội thì phải giảm effect đi, giảm cái e cho delay cũng gì bit đi, hoặc là giảm effect tổng đi. Thế còn chính là làm ngoài trời ấy thì có khi còn dễ làm, mà làm ngoài trời thì như vậy là không gian nó thoáng đãng, nó đỡ bị quẩn âm dội âm, có khi còn dễ làm, mà nó đỡ bị rú rít, mà âm thanh nó có khi nó còn rõ nét. Còn làm ở trong nhà ấy, nhiều khi âm thanh nó bị mờ đi ấy, là vấn đề mà do nó bị cộng hưởng về cái dội âm, mà effect nhiều thì nó làm cho mờ tiếng không rõ nét nữa. Và nếu như chúng ta tăng lên để cho dễ hát ấy, thì như vậy là có khi lại còn ồn ào, khó nghe. Mà nếu như không tăng ấy, giảm đi ấy, thì là rất khó hát. Nhưng mà chính ở ngoài trời ấy, thì như vậy là effect làm tốt rồi ấy, có tăng effect lên thì nó cũng dễ hơn so với trong nhà. Ở trong nhà nếu như mà cái bề mặt này ấy, mà nó nhẵn nhụi, không có tiêu âm tán âm tốt như thế này ấy, thì như vậy là khi chúng ta mở lớn nó bị dội âm, quẩn âm. Cộng với lại như vậy là vấn đề về nhạc nữa. Đôi khi nhạc nó dội vào mic, rồi nó ra loa thì nó cũng dễ gây rú rít, rồi âm thanh nó cũng lộn xộn. Chứ còn chính là trong nhà như vậy là lại khó ngoài trời. Thế nhưng cái mấu chốt thì vẫn là cái vấn đề mà effect thôi. Bởi vì qua quá trình mà test thử thì là em thấy rằng là cái effect, cái quyết định thì đây nó là một cái cấu hình số 1 có cái tên là e cho này. Trên chiếc vang số này thì có rất nhiều các cái chế độ, chắc là chú này cũng là cái người mà hay mày mò khám phá. Thì các bác thấy rằng là đây là các chế độ cũ này, rất nhiều chế độ. Thì bây giờ sẽ thử chế độ 1 nhá, giả soát này. Đây là phần music này, đi mic EQ này, mic này, mic A, mic B này, effect này, main này, sâu dao này, canter này, sub này. Bây giờ sẽ thử mic nhá. Thì tiện cái bộ mic của chú em ở Thanh Hóa là cái bộ mic có cái tên là Kalioe gì đấy, thì thử luôn cấu hình trên chiếc vang của chị em An Giang nhé. Chiếc vang của chị em An Giang là chiếc TDDB K350, là chiếc màu đen X12 hàng bãi màu đen nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 9. Và em đang thử ở trên loa 40 nhá, 40 ở trong nhà. Thì cái effect tổng ấy thì chú này là để là 25. Hiện giờ vẫn để effect tổng là 25 nhá. Bây giờ lại tiếp tục cái gọi cấu hình số 2 là có cái tên gì vợt này. Thì vấn đề trên vang số là vấn đề effect thôi, chứ còn cái ngoài trời trong nhà nó chỉ là to nhỏ, nhiều loa hay ít loa thôi. Còn vẫn ở effect. Đây là cả cấu hình số 2 này. Cấu hình số 2. Đi mic EQ này, mic này, mic, effect, main, sâu dao, canter, sub này. Đây có bình số 2 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Em cũng test thử phần nhạc rồi, nghe nó cũng dối, chẳng ra gì đâu. Dối. Chế độ số 3 này. Chế độ số 3. Music này. Đi mic EQ, mic này.
Bây giờ chế độ số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Tiếng ủng ục ục mà. Có ra tiếng này. Cái 4 này. Buổi chiều hôm nay thì em lại đưa vào cái phòng gọi là cái phòng tiêu âm tán âm nhá, để test thử này. Còn ở ngoài kia là phòng khách. Đây là cấu hình số 4 này. Đây cấu hình số 4. Nhạc thì vẫn thế mà. Đi micro quy mic 1 2 3 4 là giống nhau à. Thì trên cái dòng X này làm cho chỗ này đến 10 chế độ. 1 1 1 1 1 1 cấu hình này không có tiếng. Cấu hình 4 không tiếng. Bây giờ thử một cái này. Thử một cái em làm sơ sơ nhá. Thử một cái em làm sơ sơ này. Đây các bác thấy rằng là phần mu xích chưa cần phải căn chỉnh nhá. Phần mic này, đi mic EQ này. Mu xích này, đi mic EQ này, mic A này, mic B này, effect này, main này, sâu dao này, canter này, sub này. Và tạm thời để cái effect tổng là 25 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Và bây giờ sẽ tăng cái effect tổng lên 30 nhé. Bởi vì cái cũ ấy là làm cái effect đầu vào không tốt. Cái cũ làm cái effect đầu vào không tốt. Và bây giờ sẽ để đến 30 nhá, là cái của em làm này. Đây là cái của em mới gọi là sơ sơ nhá. Các bác thấy rằng chưa cần phải căn chỉnh gì. Mu xích này, đi mic EQ này, mic A này, mic B này, effect này, main này, sâu dao này, sub, canter sub này. Đây là một cái cấu hình chưa phải căn chỉnh gì nhá. Là effect em để đến 30 này. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 6. Thì bây giờ mới thử lại cấu hình số 1 nhé. Thử lại cấu hình số 1 này. Và FX để lên 30. Ở trên cái dòng X12 này thì 30 là đẹp nhá. Trên dòng X12 30 là đẹp. Đây là sẽ thử cấu hình đầu tiên. Là cấu hình có tên Echo. Và các bác lại xem lại các cái phần căn chỉnh của cấu hình số 1 này. Music này, đi mic EQ này, mic A này, mic B này, FX này, main này, sâu dao này, canter này, sub này. Đây là cấu hình số 1 này. Và FX cho để lên 30 nhá. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Bây giờ sẽ lại thử lại cái của em này. Bởi vì chú này làm dịch vụ cho nên là chắc là chú ấy cũng sốt ruột khi mà gửi băng số cho em căn chỉnh. Mãi ở An Giang. Chú này là ở An Giang nhé. Mình chú em này là ở An Giang, làm tính chất dịch vụ. Và đây các bác sẽ thấy như này, đây là cấu hình của em nhá. Music này, đi mic EQ này, mic A này, mic B này, effect này, main này, sâu dao canter sub này. Và effect tổng là 30 nhá. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 6. Thì rõ ràng chất âm khác rồi, cho nên rằng là các bác lưu tâm như thế này này. Muốn gì thì muốn ấy, cái effect mà làm không tốt ấy, thì kể cả là loa to hay loa nhỏ, ở ngoài trời hay là trong nhà chắc là khó sử dụng. Thì đây cũng là một cái minh chứng. Trong cái quá trình mà em làm băng số thì có rất nhiều các anh em dịch vụ gửi băng số lên căn chỉnh, và có rất nhiều các anh em là sử dụng trong nhà, thì qua cái phản hồi của người dùng ấy, thì kể cả trong nhà ngoài trời đều có một kết quả khá tốt ở trên chiếc băng số mà em căn chỉnh lại.